Xin chào tất cả mọi người, cùng đến với xe 2 thứ giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe MG5 bản standard. Khi mà sang cuối tháng 1 năm 2023 này, chiếc xe MG5 bản standard này đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhá. Còn anh em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 2 thứ giờ cũng chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe là 523 triệu. Sang cuối tháng 1 này thì đấy, chúng em đang bán với giá đang là 405 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là hơn 100 triệu đồng em nhá. Vậy thì chiếc xe MG5 bản standard này là nó đang là 490 triệu. Còn tỉnh thì là 460 triệu. Tỉnh áp trên trăm thì 470 triệu. Và ở Tây Minh thì đang là 479 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 171 triệu. Tỉnh thì 141 triệu. Tỉnh áp trên trăm thì 151 triệu. Và ở Tây Minh thì là 160 triệu ạ. Còn anh có giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chiếc bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Đó là phần giá xe và tổng ấn bánh ạ. Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe MG5 bản standard. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m675, rộng là 1m842, còn cao là 1m473. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m680 và khoảng sáng gầm xe đó chính là 13,8cm em nhé. Tổng thể chiếc xe này thì nó khá là dài, rộng và cao đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe MG5 bản standard này nổi bật về phần đầu xe có mặt lưới ca lăng và cụm đèn phía trước ạ. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe này nó rất là to bản, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn ạ. Còn về cụm đèn phía trước của chiếc xe này, nó sử dụng là đèn LED em nhé, đèn full LED đấy ạ. Đó. Nhưng mà chiếc xe này thì nó sẽ không có giải LED, đèn LED ban ngày đâu ạ, chỉ dành duy nhất cho bản Luxury thôi ạ. Các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe MG5 này, nó sẽ không có cảm biến góc trước cũng như camera 360 độ đâu ạ. Tiếp theo giới thiệu cho về phần sườn xe. Sườn xe của chiếc xe MG5 bản standard này nó được dập nổi khá là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn và sang trọng hơn ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe này, nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 16 inch đi ạ. Vành 16 inch, vành 17 inch thì dành cho bản Luxury anh em nhé. Màu là màu đen, giúp cho chiếc xe cảm giác nó rất là thể thao và mạnh mẽ đi ạ. Phanh trước sợ phanh đĩa, phanh sau cũng là phanh đĩa nhé. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn nữa đi ạ. Về phần gương chiếu hậu của chiếc xe này, nó là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụm gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. Chiếc xe này là sẽ không có camera 360 độ nên là không có camera tích hợp trên gương ạ. Về chân kính của chiếc xe này sẽ là chân kính phía trên có thanh nẹp chrome, giúp cho chiếc xe cảm giác nó sẽ được sang trọng hơn, tinh tế hơn và cảm giác chiếc xe nó được dài xe hơn. Về tay lắm cửa của chiếc xe này, nó sử dụng là tay lắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa em nhé. Về trần xe của chiếc xe này, nó sẽ là không có cửa sổ trời đâu ạ. Cửa sổ trời duy nhất dành cho bản Luxury thôi ạ. Nó sẽ là chiếc xe này thì nó sẽ có anten trên kính luôn nhé. Còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe MG5 bản standard này, nó được dầu lổ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, sang trọng hơn và thể thao hơn ạ. Lối bật về phía sau, phía đuôi xe của chiếc xe MG5 này, nó cho cụm đèn phía sau ạ. Cụm đèn phía sau nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, thiết kế dạng rất là sang trọng và thể thao em nhé. Về các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này, nó sẽ là có cảm biến lùi và cam lùi ạ.
Về cản sau của chiếc xe MG5 này, nó thiết kế nó rất là góc cạnh đi ạ. Có bô, chiếc xe này được sử dụng là bô kép nhé. Đó, sử dụng bô kép đi ạ. Ok, giờ sẽ mở cốp lên giới thiệu cho em về cốp xe của chiếc xe MG5 này có rộng không ạ. Đây, cốp của chiếc xe này thì nó rất là rộng nhé. Anh em có thể để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái đi ạ. Cốp rất rộng luôn nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức thuê nhiên liệu ạ. Mức thuê nhiên liệu của chiếc xe MG5 này thì ở trong đô thị của chiếc xe này thì nó đang là 7.8 lít, ngoài đô thị thì đang là 5.3 lít. Cái đập trung bình của chiếc xe này nó chỉ là 6.1 lít thôi ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe sử dụng là động cơ 1.5 em nhé. Ok, sang phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe MG5 bản là standard này, nó sử dụng không gian nội thất màu đen. Không gian nội thất màu đen thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn rất là nhiều nhá. Ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế lỉ đi ạ. Ghế da thì dành cho bản luxury ạ. Ghế lỉ chỉnh cơ nhé. Còn luxury nó sẽ là ghế lỉ, ghế da chỉnh điện đi ạ. Chiếc xe này ngồi rất ôm ghế nhá. Còn bên cánh cửa của chiếc xe bản standard này thì nó cũng là sử dụng không gian màu đen, có điểm nhấn hoa chỉ màu đỏ ạ. Có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bốn mặt gương đấy ạ. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe MG5 này nó cũng thiết kế gọi là chiếc xe này thì nó giống như ghế đầu tiên nhé, ghế nỉ màu đen đấy ạ. Ngồi hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì ngồi rất rộng rãi và thoải mái nhé. Em sẽ đi sâu trong giới thiệu này. Đây, giới thiệu cho em về phần vô lăng này. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng kiểu dạng thể thao. Chất liệu của chiếc xe này là vô lăng PU ạ. Bọc da thì dành cho bản luxury anh em nhé. Các nút bấm như là đây, đàm thoại chỉnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Bản này nó sẽ không có cruise control đâu ạ. Cruise control dành cho bản luxury ạ. Với bản hố tóc lô của chiếc xe này thì bản hố tóc lô khá là cơ bản thôi. Nó không phải bản hố tóc lô điện tử giống như bản luxury. Bản này nó sử dụng màn hình LCD 3.5 inch ạ. Về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng là màn hình cảm ứng 10 inch đấy ạ. Có điều có cái lối Apple CarPlay, Auto Android, nghe nhạc audio, cổng 4 cổng USB, Bluetooth ạ. Về số loa, bản này nó sử dụng là 4 loa anh em nhá. Có 6 loa dành cho bản luxury ạ. Về hệ thống điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa bằng nút bấm đấy ạ. Đây, cửa gió đây. Bên ghế phụ này, điểm nhấn này, rất là tuyệt vời đấy ạ. Phía dưới này sẽ là cơ cổng cổng sạc điện thoại này. Về phần hộp số, chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp em nhá. CVT đấy ạ, cần số thẳng. Phanh tay là sử dụng phanh tay điện tử rồi đấy ạ. Đó. Chiếc xe này thì nó sẽ là có bệ tủ tay trung tâm rất là to bản và tích hợp thêm đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Ok, giờ sang phần động cơ, giới thiệu cho em về phần động cơ của chiếc xe MG5 bản standard. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5. Với công suất cực đại của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ cực đại nó đang là 84 kW trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 151 Nm trên cho 4.500 vòng trên phút em nhé. Đây. Động cơ chiếc xe này khá là to đấy ạ. Thiết kế về động cơ đây phía trên này là cổ hút để lên rất là cao rồi này. Đó. Dầu xanh màu vàng này. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về các tính an toàn của chiếc xe MG5 bản standard. Các tính an toàn của chiếc xe này thì nó có rất nhiều tính an toàn cho em nhé. Như là túi khí, nó sử dụng là hai túi khí đấy ạ. Chiếc xe này thì nó sẽ có camera lùi, nhưng mà nó sẽ không có camera 360 độ giống như bản luxury đâu ạ. Nó có hệ thống phanh ABS này, phân bố đôi phanh điện tử ABD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, hệ thống cân bằng thử xe, hệ thống kiểm soát độ bám đường. Bản hơn 500 triệu đồng như này nhưng mà rất tính năng thì rất là nhiều em nhá. Hệ thống vi sát điện tử đây ạ. Hệ thống cảm biến slope trực tiếp, hệ thống khởi hành dốc, hệ thống kiểm soát góc cua, hệ thống chức năng làm khô đĩa phanh. Đó, rất tuyệt vời nha em.
Ngoài ra thì có hệ thống cảnh báo khẩn phanh khẩn cấp này. Một số các tính năng chiếc xe này là sẽ không có giống như bản Luxury, đó chính là có Cruise Control, hệ thống cảnh báo đêm mù, hệ lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo phương tiện và va chạm phía sau ạ. Ok, vậy dạo này đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe MG5 bản standard rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy dạo này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của MG cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ.